vị, trong gần 20 năm đứng trên sân khấu Party by Night, hàng ngàn lá thư của các bạn trẻ đã gửi về hỏi chúng tôi cách thức để làm MC, để trở thành ca sĩ, trở thành kịch sĩ, muốn biết những sinh hoạt hậu trường sân khấu, muốn biết đời nghệ sĩ vui hay buồn. Cùng hàng trăm câu hỏi, hàng trăm thắc mắc của quý vị khán thính giả khắp nơi, quý vị có thể tìm thấy ngay trong cuốn sách Kỷ niệm sân khấu do Trung tâm Thi Nga xuất bản và phát hành. Quà tặng khách hàng thân thiết, khách hàng có mua sản phẩm perfect hãy gọi call center để nhận quà tặng. Sale up đến 40%, sale up đến 40%. Ngồi lên body shaper, tác động của body shaper làm tăng mỡ thừa, thon gọn cơ thể, tăng cường sức khỏe mà bạn có thể nhìn thấy và cảm nhận ngay khi sử dụng. Bạn thấy body shaper tác động mạnh vùng bụng, hiệu quả tăng hơn nữa. Nếu bạn đặt bụng trực tiếp lên body shaper, động tác này tập tay, vai, bụng một lúc, thế này làm thon gọn, mạnh khỏe đôi chân, làm mông, đùi, bụng thon gọn, săn chắc. Hàng ngày ngồi trên body shaper, bạn sẽ có vòng eo nhỏ, thân hình đẹp, sức khỏe tốt, không bị nhức mỏi. Là diễn viên, việc giữ thân hình và sức khỏe với tôi rất quan trọng. Body shaper là phương pháp giữ thân hình, sức khỏe tốt nhất của tôi. Thật tuyệt vời. Hàng ngày body shaper tập cho tôi không cần phải tập. Với người lớn tuổi, body shaper là máy tập thể dục chống nhức mỏi tuyệt vời, nhức mỏi lưng, nhức mỏi chân, nhức mỏi tay vai, nhức mỏi toàn thân. Với những tư thế này, chỉ sau 5 phút sẽ thấy khỏe ngay. Mỗi ngày ngồi 10 phút với body shaper sẽ kích thích các khớp xương, cơ, tế bào, hệ thần kinh hoạt động hiệu quả hơn, giúp máu huyết lưu thông, cân bằng bộ máy sinh học, làm sức khỏe tốt hơn và còn giữ thân hình đẹp, săn chắc, thon gọn. Chần chờ gì nữa, hãy gọi cho Perfect Call Center chúng tôi phục vụ quý vị 24/24, 7 ngày mỗi tuần. Sự suy thoái của nền kinh tế Hoa Kỳ, sự quan tâm của khách hàng về vệ sinh an toàn của tiệm nail đã đưa ngành nail bước vào một kỷ nguyên mới. Đây là lời chia sẻ của một chủ tiệm nail. Khi em mở tiệm nail trong lúc này là em sợ và hồi hộp lắm, nhưng mà em được hãng T4 giúp cho salon design cái tiệm của em á, rồi nhất là ghế spa thì khách của em á rất là thích, rất là khen. Ở thợ thì họ mê, tại vì họ không còn cực khổ để liêm cái bồn như hồi trước kia. Đây là lời chia sẻ của khách hàng tiệm nail. Such a beautiful spa. The experience, everything. The most important things is that everything is so sanitary with the disposable liners. It really adds a lot of confidence coming. So I can't wait to come back and I can't wait to tell my friends. T4 Spa là công ty duy nhất sáng tạo ra Tennis Smart Jet và chế dựa cho ghế spa vệ sinh an toàn số 1. Trên đất Mỹ, hầu như ai cũng biết Walmart là hệ thống siêu thị lớn nhất, có mặt trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Mỗi tuần, mỗi siêu thị Walmart ở mỗi địa phương thường xuyên thu hút trên 70.000 khách hàng, chứng tỏ đó là một thương trường có mãi lực hết sức mạnh mẽ. Nằm trong hệ thống Walmart, Rivonell Franchise là một cơ sở quy mô do người Việt làm chủ, hiện đang phát triển mạnh mẽ, đã có đến 900 cửa tiệm nail cho các siêu thị Walmart. Bí quyết thành công thật đơn giản, chỉ cần một số vốn nhỏ ban đầu, quý vị có thể làm chủ một tiệm nail với thu nhập lớn lao bất ngờ. Song song với Rivonell Franchise, chúng tôi cũng xin giới thiệu với quý vị Alfalfa Nail Supply, một cơ sở lớn chuyên cung cấp đầy đủ và toàn diện các loại sản phẩm và thiết bị cho ngành nails, chẳng hạn như bàn tủ bằng gỗ và đặc biệt là ghế làm chân Spa Pedicure với hệ thống điện nước thật an toàn. Xin liên lạc ngay với chúng tôi để biết thêm chi tiết qua điện thoại miễn phí 1-888-414-624. Trung tâm Thế Nga trân trọng thông báo buổi tiệc VIP Party mừng Paris by Night số 100. Để gặp gỡ, trò chuyện, cùng ly, cùng hát và cùng vui với tất cả nghệ sĩ của Trung tâm Thúy Nga Paris by Night. Đừng bỏ qua cơ hội lịch sử duy nhất này. Buổi tiệc chỉ dành riêng cho khách mời của Trung tâm Thúy Nga và Qualified VIP Players của tập đoàn Harris Casino Las Vegas. Vào lúc 8 giờ rưỡi đến 11 giờ đêm ngày Chủ nhật, 4 tháng 7 năm 2010, tại khách sạn sang trọng Planet Hollywood. Muốn biết chi tiết tham dự buổi tiệc VIP Party mừng Paris by Night số 100, xin liên lạc Trung tâm Thiên Nga qua số điện thoại 714-894-3406 và Asian Marketing của tập đoàn Harris Casino Las Vegas. Trung tâm Thiên Nga và tập đoàn Harris Casino trân trọng kính mời. Thank you.
đặc biệt, trung tâm Thúy Nga sẽ đại hạ giá toàn bộ DVD Paris by Night Karaoke từ số 1 đến số 66. Đây là cơ hội cho những quý vị nào muốn sưu tập toàn bộ DVD Paris by Night Karaoke của trung tâm Thúy Nga. Xin liên lạc các đại lý của trung tâm Thúy Nga hoặc gọi số 714-894-5811. Quý vị nào muốn mua online, xin vào trang web thuynashop.com. Đợt sale sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 2010 cho đến hết ngày 31 tháng 5 2010. Trung tâm Thúy Nga trân trọng kính mời. Xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, trong những năm vừa qua, quý vị đã từng yêu thích những sản phẩm nghệ thuật của trung tâm Thúy Nga. Nào là DVD, nào là CD, audio, đọc truyện. Và bên cạnh đó, trung tâm Thúy Nga cũng đã có chương trình văn nghệ Thúy Nga trên làn sóng phát thanh. Và suốt 12 năm qua, nhạc sĩ Lê Xuân Trường là người đã chịu trách nhiệm chương trình phát thanh đó. Thưa anh, xin kính mời quý vị cùng Thưa anh gặp gỡ nhạc sĩ Lê Xuân Trường hôm nay. Xin chào Lê Xuân Trường. Chào Thúy Anh. Lê Xuân Trường chào quý khán giả. Thưa quý vị, 12 năm vừa qua, khoảng thời gian cũng khá dài để thực hiện một chương trình văn nghệ để gửi đến quý vị. Đầu tiên phải có sự đam mê trước, thưa quý vị. Nếu có sự đam mê thì chương trình mới có sự tích. Trước đây thì với một tiếng đồng hồ không đủ để giới thiệu quý vị những ban đọc truyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Nga, hoặc là gửi quý vị những tiết mục như Tân Cổ Giáo Duyên hoặc là Ngâm Thơ Đào Đàn, v.v. Đó là những sản phẩm mà Thúy Nga cũng đã thực hiện trước đây mà đôi khi quý vị lại không biết đến để mà thưởng thức. Cho nên trong chương trình này thì với cái tài host của cô Thúy Anh, trước đây quý vị đã từng yêu thích cô trên làn sóng 1480 AM, thì lần này cô sẽ làm cho chương trình thêm phần hăng say nóng bỏng. Anh Lê Xuân Trường đã thưa với quý vị về sự phong phú của chương trình. Hồi trước kia chỉ gói ghém cho một tiếng đồng hồ, bây giờ có 7 giờ đồng hồ để có thể tiếp tục và gửi đến quý vị những chương trình thật hay, ví dụ như là chương trình phỏng vấn nghệ sĩ, chương trình tân nhạc, chương trình cổ nhạc, chương trình thi nhạc giao duyên và các chương trình hội thoại của các bác sĩ, luật sư. Quý vị sẽ có thêm những kiến thức về y khoa, về luật pháp cũng như những sinh hoạt trong cộng đồng của chúng ta. Chương trình 7 tiếng chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành của những quý vị đang lái xe trên đường, hay có những quý vị có đôi lúc buổi tối thích nằm dài ở sofa hay nằm trên giường để quý vị nghe những tác phẩm nghệ thuật của trung tâm Thúy Nga. Và trân trọng kính mời quý vị đón nghe chương trình văn nghệ Thúy Nga trên làn sóng 1480 AM, bắt đầu từ ngày 20 tháng 3, thứ bảy từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm, và chủ nhật từ 7 giờ tối cho đến 10 giờ đêm. Và quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với cô Thúy Anh ở số 714-766-3333, 714-766-3333, và địa chỉ email của Thúy Anh ở thuyanhmc@yahoo.com, thuyanhmc@yahoo.com. Xin chân thành cảm tạ và kính chào tất cả quý vị. Trung tâm Thúy Nga xin giới thiệu tới quý vị DVD kịch Mẹ và Người Tình của soạn giả Lê Chí Trung. Đây là một vở kịch thật éo le và cảm động, nói về một người mẹ sau khi chồng mất đã một mình nuôi con cho đến khi khôn lớn, và bà đã gặp lại người tình thuở xưa. Nhưng trước sự phản đối của những người con trong gia đình, người mẹ này có thể bước thêm một bước nữa hay không? Với sự diễn xuất của các diễn viên chuyên nghiệp Hồng Vân, Thúy Nga, Bình Minh, Thanh Vân, Đức Hải, Xuân Trang, DVD kịch Mẹ và Người Tình sẽ phát hành vào dịp lễ Mother's Day. Chi tiết liên lạc trung tâm Thúy Nga 714-894-5811. Em ơi, cái bánh sinh nhật to như con voi. Càng cay thì thổi đến tết cũng không hết. Rồi.
vất vả quá, đọc cả đêm cũng không đều. Mẹ gặp mẹ ngồi với mẹ, ngồi với mẹ, mẹ ngồi với mẹ. Trung tâm Thúy Nga xin trân trọng thông báo cùng quý khách hàng thân mến tại Âu Châu và các quốc gia lân cận. Muốn tìm mua những sản phẩm chính gốc của Trung tâm Thúy Nga Tony By Night để bảo đảm phẩm chất âm thanh và hình ảnh, xin liên lạc qua website www.thuynga.fm. Quý vị sẽ được thông tin đầy đủ bằng 3 ngôn ngữ Việt, Pháp, Anh, lịch trình các show quay hình, các sản phẩm mới phát hành của Trung tâm Thúy Nga. Quý khách định cư tại Âu Châu, xin liên lạc với website trên để được nhận hàng nhanh chóng. Trung tâm Thúy Nga trân trọng kính mời. Trung tâm Thúy Nga xin hân hạnh giới thiệu cuốn phim ca nhạc DVD số 2 của ca sĩ Michael Huy. Tình trạng cập nhật tại quê nhà,
do những thế bút nổi tiếng tại hải ngoại và ở trong nước đảm nhiệm. Tuần báo Việt Time đáp ứng mọi nhu cầu và sở thích của mọi người trong gia đình, chính là tờ báo thân thiết trong máy ấm. Anh đọc Việt Time. Tôi đọc Việt Time. Hàng tuần chúng ta cùng tìm đọc Việt Time. Xin cho em một lần nữa có anh. Không em ơi, vì tình ta đã giúp cho anh biết rằng anh yêu em nhiều hơn thế. Dù tình đổi thay theo năm tháng khiến ta đớn đau nhiều, mà lòng thì luôn luôn thương tiếc mỗi khi vắng xa người. Cuộc đời là trò chơi cút ba, cho đến khi ta thật cần nhau. Một lần này thôi em yêu ơi, sẽ yêu đến muôn đời. Quan là có quyền, hiểu chưa? Dạ hiểu. Cái